Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mấy bạn là cách sử dụng cây khò ga mini. Đây là cây khò ga Namilet. Sẵn tiện đây mình sẽ chỉ cho mấy bạn cách phân biệt cây khò ga Namilet hàng thật hàng giả. Trên thị trường là cũng có giờ nó xuất hiện cây khò ga Namilet hàng giả nha các bạn. Các bạn để ý cây khò ga Namilet hàng thật là nó sẽ có cái vòng tròn này. Còn cây khò ga Namilet giả là nó sẽ không có cái vòng tròn này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mấy bạn là cách sử dụng cây khò ga này. Đây như vậy là mấy bạn ứng dụng được, các bạn xây bốn cái chấu đen này về bốn khoảng trống này thì mình mới gắn vô chạy ra được. Nè mấy bạn gắn ngay khớp này bạn, rồi sau đó mấy bạn xây ngang, mấy bạn khóa lại. Lưu ý là khi mình bật cây khò ga này là mình dặn ga nhỏ thôi bạn, mấy bạn mà dặn ga cao quá là mấy bạn bật lên chứ không cháy. Đây giờ mình sẽ làm thử cho mấy bạn. Chung chồng chưa đẹp lắm rồi. Đây giờ mình sẽ làm lại lần nữa cho mấy bạn coi. Bạn dặn vừa thôi các bạn.